Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota nha. Và hôm nay lại có thêm một bạn Fortuner rất là keng, rất là đẹp luôn. Fortuner máy dầu số tự động, tháng 12 năm 2021, mới hơn 10.000 cây. Và giá rất đặc biệt, các bạn cùng đi với Hiền ha. Đây các bạn, hôm nay Hiền gửi đến các bạn một cái bạn mà Fortuner rất là đẹp nè. Fortuner máy dầu số tự động, sản xuất năm tháng 12 năm 2021, còn có mấy ngày thôi là 2022. Xe mới 13.000 cây số, cực keng, cực đẹp luôn. Nước sơn zin cũng 100% ha. Bạn này thì gắn thêm bộ tem, nếu các bạn nào không thích thì mình chỉ lột ra thôi. Quá đơn giản ha. Xe này thì đủ đồ luôn này. Camera 360 độ, nước sơn zin 100%. Biển số Đồng Nai, biển số cũng rất là đẹp. Mấy nay có khá là nhiều xe đẹp hơn các bạn. Máy dầu số tự động mà khá là đẹp. Mẫu mới nha các bạn, nhìn cái phiên bản mới nè. Hôm qua mình đưa một bạn màu trắng lên thì cũng đã lấy cọc rồi ha. Rồi đến đây bạn này, camera 360 độ này, mẫu mới, ga lăng mới. Đó. Màu bạc rất đẹp thôi các bạn. Rồi chúng ta đi vào xem bạn này như thế nào ha, nội thất của bạn này. Đây. Đây là nội thất của bạn Fortuner máy dầu cuối 21 nè, coi như là gần 2022 rồi ha. Còn có mấy ngày nữa là qua 2022. Đó. Xe 13.000 km. Số tự động máy dầu nha, mẫu mới. Mẫu mới thì các bạn thấy nè, rất là nhiều option. Hai ghế điện luôn. Rồi chìa khóa thông minh ha, đây. Có chìa khóa thông minh rồi, đây. Xài chìa thông minh zin theo xe ha. Màn hình lớn cảm biến này. Xài cảm ứng ha. Và táp lô đây các bạn, rất là đẹp. Xe như mới rồi, mới 99% nè. Nội thất cũng rất là đẹp. Hai chế độ lái ha. Eco mode và power mode, rất tiết kiệm nhiên liệu. Vô lăng đây các bạn. Xe này thì được coi giống như là mới 100% cũng được, các bạn nhìn nè. Chưa có một vết dập nào, chưa có một vết trầy nào luôn mà. Ở dưới đây cũng được trang bị bộ sàn 3D nè. Lót sàn rồi, rồi thêm 3D nữa. Nhưng mà mình khuyên các bạn chỉ để một cái lớp mỏng thôi. Tại có thể nó sẽ cứng chân ga đó các bạn, đi các bạn cảm giác xe nó sẽ bị lì á. Nên là bỏ bớt ra, để mình khi mình đạp nó có cái độ á, nhiều người đi xe để dày quá đó thì khi mình đạp nó sẽ bị cứng bằng đạp ha, đạp chân ga. Rất là đẹp đi. Hôm trước có mấy bạn ở tỉnh có hỏi hiện về màu bạc đây mà mình bán mất, hôm nay có chiếc này đẹp á, các bạn có thể lên coi chiếc này lấy được ha. Đó. Tùy theo sở thích của mỗi người, màu sắc khác nhau, có người thì thích form cũ, người thích form mới, người thích màu bạc, người thích màu đồng ánh kim, người thích màu đen, nhiều lắm. Thì các bạn nào thấy nhu cầu phù hợp với mình thì các bạn cứ chọn ha. Hiện đang quay gửi đến các bạn một bạn Fortuner máy dầu số tự động, sản xuất tháng 12 năm 2021, mẫu mới, mới hơn 13.000 km. Và giá hôm nay cũng rất đặc biệt, chỉ có 1.050.000.000 thôi các bạn. Một chiếc xe keng xà beng ha. Và như mới 100%. Giá chưa bằng một chiếc xe số sàn mà các bạn lăn bánh nữa. Rồi, mình đang quay tại cửa hàng Hiền Toyota nha các bạn. Đó. Ở bên cạnh Hiền đây có một bạn Fortuner cũng máy dầu số tự động luôn, nhưng mà 2020. 2020 thì còn ga lăng này nha. Có nhiều người thì thích cái mẫu này, nhìn nó hay hay. Đó. Bạn này là biển Sài Gòn ha. Chút xíu nữa mình sẽ liếc sơ cho các bạn để các bạn coi ha. Và đây chúng ta tiếp tục với bạn đây. Bạn 2021 này. 2021 khác với lại 2020 là chìa khóa thông minh nè, rồi hai ghế điện nha. Bạn kia thì chỉ có một bên ghế điện thôi.
Này thì đây, giả sư cua đương nhiên là xe như mới mà, giả sư cua còn nguyên mới này, gầm, các bạn coi ha, rất là đẹp luôn, ốp hết này, chủ nhà khá là kỹ đây. Đương nhiên với mọi người thì đây là một cái tài sản nên là ai cũng o bế cái xe của mình đẹp ha, trừ những khi mà cho thuê hay gì thì người ta, còn xe ngay chỗ đi thì rất là kỹ. Ba ngàn km. Mùi có mùi xe mới. Đây ghế chỉnh điện ha. Nè. Hai ghế chỉnh điện. Tắp lô nè. Rồi chúng ta đi coi máy của bạn này. Bạn này còn bảo hành tới năm tháng 12 năm 2024 mới hết bảo hành nha, của nhà máy nha. Đây, chúng ta đi xem cái máy. Quá là mới nè. Đó, đây là máy của bạn Fortuner, máy dầu tháng 12 năm 2021. Mẫu mới. Xe này còn bảo hành tới tháng 12 năm 2024. Bảo hành của Toyota, có sổ bảo hành đầy đủ nha các bạn. Và giá chỉ có 1 tỷ lẻ 50 triệu thôi. Một chiếc xe khá là đẹp. Camera 360 độ nè, hai ghế điện nè, chìa khóa thông minh nè, zin theo xe nha. Chìa khóa thông minh zin theo xe và hai ghế điện zin theo xe. Camera 360 thì là chủ nhà gắn thêm, option thêm. Đằng trước này. Giá 1050 triệu ha. Rồi. Biển này biển Đồng Nai luôn nha các bạn. Biển số rất là đẹp. 018 0 18 96, rất đẹp ha. Số 18 cũng đẹp mà số 96 cũng đẹp. Rồi. Đây, nếu mà bạn không thấy tài chính này hơi cao và bạn muốn có một mức thấp hơn thì mình có thêm một lựa chọn nữa để cho các bạn có tài chính thấp hơn một chút. Bà lại thích màu khác nè, đây là màu đồng ánh kim rất đẹp. Bà này thì sản xuất năm 2020 ha. Và chạy mới 20.000 cây số thôi. Biển Sài Gòn. Có nhiều bạn thì lại thích cái form này thì đây là một cái form để cho các bạn lựa chọn này ha. Bạn này cũng đẹp lắm. Biển thành phố ha. Đây. Ghế chỉnh điện nè. Và 23.000 cây số mới rô đai thôi ha. Mua bạn này thì bạn có thể rẻ hơn được bạn kia tới 80 triệu ha. 7-80 triệu. Khác nhau một đời xe. Và khác nhau cái form. Bạn này thì xài chìa cơ ha, chưa có chìa khóa thông minh. Còn ngoài ra thì cũng khá là giống nhau thôi, không có vấn đề. Đó. Giá bạn này chỉ có 980 triệu thôi. Và giá mình còn khuyến mãi cho các bạn ha, 980 triệu. 2020 biển Sài Gòn. Bên này thì cũng đẹp lắm nè. Giá sư cua cũng còn đây. Nói chung đời 20-21 thì xe đẹp rồi. Lý lịch cũng khá là ổn. Rất là đẹp luôn trong lý lịch hãng. Đó. Cái chiếc xe không tì vết, còn bảo hành hết nha các bạn. Thì đang quay gửi đến các bạn Fortuner máy dầu số tự động 20 và máy dầu số tự động 2021. Cặp xe rất là đẹp và rất là hoàn hảo ha. Tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Những bạn nào quan tâm đến xe chạy dịch vụ thì chỗ mình có khá là nhiều lựa chọn cho các bạn. Như Camry, quanh như Fortuner máy dầu, Fortuner máy xăng, Innova số sàn, số tự động, Mitsubishi. Có một bạn mới về biển Sài Gòn nè, cũng khá là đẹp. Mình cũng đang về một bạn Rus 2021 sắp về nè.